Dạ em xin chào các anh chị đam mê sưu tầm đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là ngày 17 tháng 11, em xin giao lưu vài món cùng các anh chị ạ. Trước tiên em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình trà xài bột với bình trà Sài Gòn ha các anh chị, tích là chim chim chỉ phù dung. Bình trà này có dung tích là 5 lít một bình trà to ha các anh chị. Một bình trà to. Ở phía sau là đây, để em để gần lại chút xíu. Ở phía sau là vẽ bụi lan ha các anh chị, rất là đẹp ha. Vẽ rất là chi tiết sắc sảo, vẽ rễ của cái bụi lan luôn nè các anh chị. Đây. Đây ở phía sau. Tình trạng của bình trà này là làm 90% ha các anh chị, làm 90%. Đây, ở phía dưới đây là nó có bị âm tóc giống như vậy ha các anh chị. Đây, nó có bị âm tóc. Đây, cái chỗ này cái đường thì nó hơi hơi gõ, đường này thì nó gõ đó. Còn những cái đường này là rạn tự nhiên của bình ha các anh chị, rạn tự nhiên của men, không phải tóc ha. Tóc là nó chỉ có cái đường này nè các anh chị đó. Đây, cái đường này nè. Với lại cái đường này là nó tóc mờ nè. Nó tóc mờ cũng giống như rạn thôi vậy các anh chị. Ở phía dưới chôn đây các anh chị. Một cái bình trà chim chỉ phù dung ha các anh chị, con chim rất là đẹp đây. Bông mẫu đơn nữa. Bình trà này là loại to 5 lít, là nó không có nắp nha các anh chị. Bình trà không nắp nha. Đây cái vòi làm đẹp hết ha. Đây em xin đo kích thước. Em cũng báo bình này 5 lít đó, nhưng mà em chẳng đo kích thước để các anh chị có thể phỏng ra. Chiều cao là 23,5. Cái chiều ngang từ vòi đến quai là 28 cm. Em xin giao lưu cái bình trà chim chỉ này với giá là 5,5 triệu bao ship các anh chị ha. 5,5 triệu bao ship. Nếu mà cái bình này á các anh chị mà làm đẹp, mà cái bình trà tích chim chỉ ha, mà làm đẹp và nó có nắp nữa ha, mà bình trà 5 lít size to như vậy thì cũng phải rơi vào tầm khoảng 10 mấy triệu ha các anh chị. Cũng khoảng 10 mấy triệu á. Còn cái này là nói chung là bình này nó cũng có tình trạng và nó không có nắp, nên em sẽ bán theo giá thanh lý ha các anh chị, là 5,5 triệu bao ship. Đây, 5,5 triệu bao ship các anh chị ha. Một món đồ chuẩn cổ vẽ rất là đẹp ha, to nữa. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái bình bông. Một cái bình bông cái này là gốm của mình làm á các anh chị. Gốm của mình làm, vì ở phía trên bình này đặc biệt là nó có chữ Tàu và chữ Việt. Em nghĩ bình này là để xuất khẩu á các anh chị, hoặc là để kỷ niệm một cái dịp nào ở ngoài miền Bắc ha. Đây, để là chị Năm họ Nguyễn, xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên. Đây ở Hưng Yên nha các anh chị. Đây, cái bình này chắc là em nghĩ là để kỷ niệm một cái dịp nào á các anh chị. Đây ở phía trước này thì vẽ chim, vẽ một cặp chim ha. Đây xung quanh bình là bông. Nước men nó còn rất đẹp ha các anh chị. Bình này là cũng là đồ cũ thôi các anh chị, đồ cũ thôi. Nhưng mà vẽ rất là tơ tóc, rất là đẹp. Mình làm cũng không có thua gì đồ bên Trung Quốc đâu ha. Đây. Đây các anh chị thấy đây, vẽ cặp chim rất là sắc sảo, rất là có hồn nữa. Đó. Cái bình này có chiều cao là 34,5. Em xin giao lưu bình bông này với giá là 900.000 bao ship các anh chị ha. 900k bao ship. Đây, mua là các anh chị mua cái chữ của nó, các anh chị mua cái chữ của nó. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái hũ tàu chuẩn cổ ha các anh chị, một cái hũ muối. Em nghĩ này là một cái hũ muối, là lúc trước nó có nắp nhưng mà đã mất nắp rồi, hoặc là bị bể ha các anh chị. Còn cái thân của nó, cái thân của cái hũ này thì lành đẹp. Lành đẹp 99% ha các anh chị, ở phía trong đây. Đồ rất là già. Hũ này nặng lắm nha các anh chị, cốt dày nặng. Chiều cao của hũ này là 20 cm, đường kính là 13,5. Em xin giao lưu cái hũ tàu này, cái hũ tàu chuẩn cổ ha các anh chị, với giá là 1,5 triệu bao ship các anh chị ha. 1,5 triệu bao ship. Chôn đây các anh chị, già lắm.
Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái tô tàu ha các anh chị, một cái bát đi, một cái bát Trung Quốc xuất dương đây. Cái này là cũng đồ cũ xưa ha các anh chị, cái màng nó lên nước cũng đẹp lắm ha, cái chôn là nó có mộc truyện nè các anh chị. Đây, một đồ tàu xưa, một đồ Trung Quốc xuất dương, ở phía trong là vẽ con phụng á các anh chị, phía trong là vẽ con phụng đây, một con phụng đi bộ đây. Đường kính của cái bát này là 19,5, chiều cao là 7,5. Em xin giao lưu cái bát này với giá là 650.000 bao ship các anh chị ha, 650.000 bao ship, tình trạng là lành đẹp hết ha các anh chị. Cái chỗ này là nó dính dơ, nó dạng như nó dính dơ đây đây đó. Nữa em sẽ chùi ra đây, 650.000 bao ship, một con phụng đi bộ ở phía trong lòng ha. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa tàu chuẩn xưa ha các anh chị. Đây, một cái dĩa tàu chuẩn xưa đây, vẽ này là cây trúc và một người lái đò. Ở phía xung quanh vành miệng là được bọc đồng, ở phía chôn là nó có mộc ha các anh chị. Đây, cốt già ha các anh chị. Đồ này là chỉ là đồ tàu xưa thôi, không phải cổ. Đó, em báo rõ ha. Cái này, cái dĩa này tình trạng là lành đẹp 99-98%. Đường kính là 16 cm. Dĩa này á các anh chị là vì là đồ vuốt tay ngày xưa nên nó bị méo ha các anh chị. Dĩa này là nó méo nha, nó méo với nó vên nha các anh chị. Đây, đó, đồ xưa đồ cổ mà các anh chị, đâu có làm đẹp tuyệt đối giống như đồ mới bây giờ được ha. Cái dĩa này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu bao ship các anh chị ha, 1,6 triệu bao ship một cái dầm tàu xưa. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái chậu lái thiêu. Cái này là búp sen á các anh chị, hay còn gọi là chậu búp sen miệng dúng á các anh chị. Đây, đồ này đồ chuẩn xưa các anh chị, chiều cao là 21 cm, đường kính là 29, lọt lòng là 20. Chậu này là chậu size nhỏ nha các anh chị, chậu size nhỏ, tình trạng là lành đẹp 98-99%. Ở phía trong đây các anh chị chôn, đây chậu này là một chậu búp sen, cái vành nó đây, cái vành là nó hỏa biến đỏ ha các anh chị. Nó hỏa biến đỏ ha. Cái chậu này em xin giao lưu với giá là 1,6 triệu bao ship các anh chị ha, 1,6 triệu bao ship một cái chậu búp sen, chậu lái gốm lái thiêu xưa, lành đẹp 98-99%. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị cũng là một cái chậu nữa ha. Cái chậu đây, chậu này là chậu Biên Hòa xưa, chậu Biên Hòa xưa, nắp chai các anh chị, cái miệng của nó là giống như là kêu là chậu nắp chai á, cái miệng của nó hơi dúng. Chiều cao của chậu là 27 cm, đường kính là 35, lọt lòng là 25. Đây, chậu này là chim hoa các anh chị, đây con bướm nè các anh chị, đây con bướm này hoa, còn bên đây là một cặp chim nè các anh chị, uyên ương chim ha, đây là cũng hoa luôn ha các anh chị. Đây, tình trạng chậu là làm đẹp 90%, là em thấy là xung quanh cái viền của nó là nó cũng có bị lát men ha các anh chị, nó bị lát men như vậy ha, đó lát men, ngoài ra nó không có bị âm hay tóc gì hết ha các anh chị, cái vành nó chỉ bị lát men thôi đó. Em xin vinh trôm ha. Cái chậu này em xin giao lưu cùng các anh chị với giá là 1 triệu bao ship các anh chị ha, 1 triệu bao ship một cái chậu Biên Hòa chuẩn xưa ha, màu là màu trắng ha, chậu nắp chai. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp bình vôi mini. Gốm này là gốm Bát Tràng cũ ha các anh chị. Đồ này đồ cũ thôi. Cái này là nó dính cục thịt đó các anh chị. Đây, nó dính cục thịt. Cặp này tình trạng là làm đẹp
Lành đẹp 98-99%. Đây, cái bình này, còn cái bình này thì nó dính cục thịt ở phía trước ha. Đây, cái bình này em coi tình trạng này. Đây, bình này tình trạng là nó có bị lỗi ở chỗ này nè các anh chị. Đây, bị lỗi nè. Đó, bị lỗi ha. Cái này bị lỗi vậy thì chắc em bán xả luôn nãy quên câu. Cái cặp bình voi này có chiều cao là 10 cm, em xin bán thanh lý với giá là 300.000 bao ship các anh chị ha. Cái này là em bán thanh lý luôn, hồi nãy tính kêu 500 mà bây giờ coi lại cái chỗ này nó bị lỗi rồi. Em bán cặp này 300.000 bao ship. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái nhạo rượu, một cái nhạo rượu gốm Sài Gòn màu ha các anh chị. Một cái nhạo rượu gốm Sài Gòn màu. Cái này là men phun Thúy Hồng. Đây, cái màu này là màu nó đậm, màu nó đậm hơn những cái bình khác ha các anh chị. Đây em quay một vòng. Cái vòi này là do người ta xài nhiều quá nên bị thâm men nè. Ở phía sau là cũng bụi lan ha. Tình trạng là lành đẹp 98%, 98% ha. Rồi tại vì cái chỗ này nó hơi, nó ở trên đây nó thâm men nên là 98% đi. Đó. Ngoài ra là không âm, không tóc, không phết gì hết ha các anh chị, cái chôn đây. Cái nhạo rượu gốm Sài Gòn này em xin giao lưu với giá là 2 triệu 2 bao ship. Ha các anh chị, 2 triệu 2 bao ship. Cái nắp này, cái men nó còn đẹp quá ha. Đây. Em đo kích thước ha. Chiều cao của cái nhạo này là 12 cm. Đây, món đồ chuẩn cổ lành đẹp ha. Màu nó màu cũng đậm lắm ha các anh chị. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp nậm. Một cặp nậm lấy gốm lái thiêu. Cái này là men bông đào màu xanh đó các anh chị. Đây, một cái cặp nậm. Đâu rồi? Đây, một cái cặp nậm xưa ha các anh chị. Chôn ở đây. Tình trạng cặp này là lành đẹp 99%. Lành đẹp 99%. Màu này cũng ít có lắm. Thường là mấy cái màu vàng, màu hột gà các anh chị. Còn cái màu xanh này ít có. Chiều cao là 15 cm. Em xin giao lưu cái cặp nậm rượu này với giá là 900.000 bao ship các anh chị ha. 900k bao ship. Tình trạng lành đẹp 99%. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một, đây, một cái siêu phẩm gốm Sài Gòn bên em. Bên em có nhiều siêu phẩm lắm nhưng mà em lên một hai món trước ha. Đây. Đây em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái thố Sài Gòn. Đây, một cái thố Sài Gòn. Cái này một cái thố, đây em coi mặt bên đây. Một cái thố hoa ha các anh chị, một cái thố hoa. Tình trạng là lành đẹp 98-99%. Đây. Cái nắp đây các anh chị. Đây. Vẽ bông cúc. Một cái thố bông cúc đi các anh chị, một cái thố bông cúc vì nó vẽ bông cúc không. Đây. Tình trạng là lành đẹp 99%. Những cái thố Sài Gòn mà còn lành đẹp như vậy thì rất là hiếm nha các anh chị đó. Vẽ rất là đẹp ha, rất là tơi tóc. Và nó có hai cái quai cũng còn nguyên nữa nghe các anh chị. Đây, quai nó còn nguyên zin hết ha. Không có gì hết, không có ấy gì hết, lành đẹp. Cái chôm nó đây các anh chị. Nước men ở phía trong còn sáng bóng ha. Cái thố này, những cái đồ này là cho nhà giàu xưa người ta xài. Nhưng mà chắc người ta cũng ít xài nữa nên bây giờ còn đẹp lắm. Đây, rất là đậm nha các anh chị. Đây, đầm lắm nha các anh chị. Cốt này là cốt bán sứ nha các anh chị, không phải cốt đắt ha. Đường kính của thố là 16 cm. Đường kính của thố là 16 cm. Chiều cao của cái thố là 15 cm. Em xin giao lưu cái thố Sài Gòn tích hoa này với giá là 18 triệu bao ship các anh chị ha. 18 triệu bao ship. Tình trạng là làm đẹp hết ha các anh chị. Đây, những cái thố mà còn nguyên zin nắp và cái núm nè, rồi cái quai còn nguyên zin là rất là hiếm. Hầu như là nó bị này bị kia nhưng mà đồ nhà em là em tuyển làm đẹp
Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái một cặp bình và bình Nhật. Để em lấy cái đế xuống này. Để nó mới hết. Đây, em xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp bình bình trà và cái bình cái này là cái bình đồng hồ á, các anh chị kêu là bình đồng hồ vì nó tròn, ở giữa nó tròn như đồng hồ vậy á. Kêu là bình đồng hồ á các anh chị. Đây là gốm Nhật xưa vẽ vàng. Nó có mộc ha các anh chị. Đây, tình trạng là lành đẹp. Còn cái này là cái bình trà. Cũng là chung mục đích với cái bình đồng hồ kia luôn. Đây, bình hai da các anh chị. Cái nắp đây các anh chị. Đồ này đồ Nhật xưa các anh chị. Đây. Cái bình đồng hồ có chiều cao là 20 cm, còn bình trà là 18 cm. Em xin giao lưu cặp bình Nhật này với giá là 1,5 triệu bao ship các anh chị ha. 1,5 triệu bao ship. Đây, 1,5 triệu bao ship. Tình trạng là làm đẹp hết ha các anh chị. Dạ, tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cặp chén tàu ha các anh chị. Đây, một cặp chén tàu. Đồ này là đồ cũ thôi nha các anh chị, không phải đồ xưa ha. Nhưng mà được cái là nó vẽ đẹp, tích lã vọng câu cá. Tích lã vọng câu cá và ở phía dưới chôn nó có mộc ha các anh chị. Và xung quanh miệng nó có được bọc đồng. Đây, tình trạng của hai bát này là hai chén này là làm đẹp. Chén này là chén ăn cơm đó các anh chị, đường kính là 11 cm. Em xin giao lưu cặp chén này với giá là 600.000 bao ship các anh chị ha. 600.000 bao ship, nội tiền vẽ với lại cái tiền bọc đồng thôi là cũng đủ tiền rồi ha các anh chị. Đây, 600.000 bao ship một cặp chén tàu cũ vẽ rất đẹp ha các anh chị. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị. Nay em dọn ra ở trong kho của em là còn lẻ, những cái chung lẻ này em bán luôn ha các anh chị. Đây, một em giao lưu cùng các anh chị là ba cái chung tàu xưa. Đây, ba cái chung tàu xưa, chung tàu vẽ gấm á các anh chị. Cái này nó có 4 chữ, em nghĩ là vinh hoa phú quý quá. Đây, ở phía chôm nó có mộc là Made in China nè đó, và một mộc chữ tàu. Cái này thì cái kia màu vàng, cái này màu đỏ. Đây các anh chị, những cái chung trà. Và cái này có một cái chung này là hạt dưa các anh chị. Cái này là cái loại hạt dưa là nó có chấm, nó có chấm thấu quang ở phía trong đây ha. Đây, cái chung này được gọi là chung hạt dưa. Đây, ba cái chung tàu xưa này em xin giao lưu với giá là 600.000 bao ship ha. 600k bao ship cho ba cái chung tàu xưa làm đẹp ha các anh chị. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là hai cái ca fit Mỹ. Em xin giao lưu cùng các anh chị là hai cái ca fit Mỹ, tình trạng là làm đẹp 96%. Đây là chỗ này là nó có bị vẫy ha các anh chị. Đồ này là đồ xưa ha, do người ta sử dụng nhiều nên nó có tình trạng nhẹ, tình trạng chút đỉnh thôi các anh chị. Đây, còn cái này là cái cốc, nó có tay cầm, còn cái này là cái ly. Em xin giao lưu hai cái ca fit Mỹ này với giá là 350.000 bao ship các anh chị ha. Đây, một cái cốc và một cái ly. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa. Đây, em lên hai cái luôn đi ha. Đây, em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa nhật xưa ha các anh chị. Đây, cái nét vẽ nó, cái nét mực của nó rất là đẹp ha. Tại vì đồ Nhật hầu hết là in, không phải vẽ ha các anh chị. Nhưng mà em nói là cái nét mực nó rất đẹp. Ở phía xung quanh, ở phía sau nó có tích nữa nè các anh chị. Đây, vì dĩa này là dĩa sơn thủy ha các anh chị. Đây, tình trạng là làm đẹp, nước men và cái màu mực nó còn rất là đẹp. Đường kính dĩa là 21 cm. Đây là một dĩa, và một dĩa này cũng là sơn thủy luôn ha các anh chị. Đây, đồ này là đồ Nhật xưa nha các anh chị, khoảng chừng 60 năm trên đó các anh chị. Đây,
Vẽ là vẽ sơn thủy, cái này nó có nhà. Đường kính là chắc cũng khoảng 20-21 cm. Cái cặp dĩa này em xin giao lưu hai cái dĩa Nhật xưa này với giá là 1 triệu bao bao ship các anh chị ha, 1 triệu bao ship các anh chị. Đây hai hai cái dĩa Nhật xưa tình trạng là lành đẹp hết ha các anh chị. Tiếp đến em xin giao lưu cùng các anh chị là một cái dĩa biên hòa, một cái dĩa biên hòa xưa ha các anh chị, tích là du xuân. Đây tình trạng là lành đẹp hết ha các anh chị. Đây đặc biệt ở phía sau nó có mọc biên hòa 1975. Đây ở phía sau nó có mọc ha các anh chị, 575. Thì nói chung là trước trước năm 75 thì người ta đã sản xuất ra cái dĩa này rồi, nên người ta sẽ in cái mọc là vào năm 1975 là ra ra đời cái dĩa này. Thì từ đó tới nay thì cũng khoảng chừng 40 mấy năm ha, 40 mấy năm ha các anh chị. Đây tình trạng là lành đẹp hết ha các anh chị. Đây cái dĩa này ở phía sau là nó bị chỗ chỗ đồng á các anh chị, nó bị nó muốn lên bạc. Còn ở chỗ này nè các anh chị, hồi nãy em cũng có giới thiệu cái dĩa này cho một anh kia mà ảnh nói ở phía sau đây là hai men hai lớp, cái này không phải là hai hai lớp men mà cái này là nó bị dính phèn nha các anh chị, dính phèn nữa. Các anh chị về lấy cước chùi son của mình chùi là nó sẽ ra đây, chứ ở phía sau của nó là một lớp men nha các anh chị. Đây màu men xanh lục bảo nè, màu không phải màu men xanh nè. Đây dĩa này có đường kính là 36 cm. Em xin giao lưu cái dĩa biên hòa xưa này với giá là 1 triệu 8 bao ship các anh chị ha, 1 triệu 8 bao ship, em bán thanh lý luôn á, 1 triệu 8 bao ship. Đây em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi kênh em. Các anh chị có cần món nào hoặc thích món nào cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 2252 052. Và các anh chị nhớ ấn nút đăng ký để có thể nhận được nhiều clip mới nhất từ kênh em ạ. Em xin cảm ơn các anh chị, cô dì chú bác rất nhiều.